Ta đã nói rồi, tiểu tử này võ công không tồi. Không uổng công sức ta đã bỏ ra, đem mạng nhỏ của hắn nhặt về. Vừa nãy ai nói hắn không đánh bại được Đường Tứ? Thần có nói sao? Thần chỉ có nói Đường Tứ đừng đánh quá mạnh. Mọi người đều là người nhà, đi xem một chút mà. Đây là hai thủ hạ dưới trướng của tướng quân. Chưa phải là thủ hạ dưới trướng của ngươi. Thời Vũ hiện vẫn còn ở trại thương binh, sớm muộn cũng sẽ thuộc về ta. Đường Tứ trên sân hai gò má đã đỏ lên. Thẩm Yên rõ ràng đã có vô số cơ hội để đánh bại Đường Tứ, nhưng nàng lại luôn tránh né đánh Đường Tứ. Thời Vũ là người tràn đầy sức sống, ngươi chắc chắn có thể giữ được không? Điện hạ đã coi thường thần phải không? Không có binh lính nào mà thần không thể giữ được. Tốt lắm, Sơn Pháo. Sơn Pháo, ta thật sự cảm ơn ngươi. Ta chịu thua, đây là trình độ của vệ binh Thanh Vân sao? Bất quá cũng chỉ có thể. Chỉ mới thắng một trận mà dám coi thường vệ binh Thanh Vân. Hắn từ đâu có lá gan to thế? Hắn ta định làm gì vậy? Đây không phải là tìm rắc rối sao? Ta cũng không hiểu rõ Sơn Pháo định làm gì. Mặc dù thời gian quen biết không lâu, thường xuyên cũng thấy hắn ta là người kín đáo và dè dặt, nhưng hành động hôm nay sao lại trái với cách hành động trước giờ của hắn? Chẳng lẽ mới thắng một trận mà tự mãn quên mình à? Hay là hắn ta đang âm mưu cái gì? Các vị còn ai muốn lên khiêu chiến không? Vệ binh Thanh Vân các người không ai có thể ra tay à? Hôm nay thật sự khiến ta có chút thất vọng. Tốt hơn hãy đề cử một vài người lợi hại để cùng tham gia đi. Giọng nói trong trẻo của nàng đem mỗi câu mỗi chữ chuyển đến tai mỗi người. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên người trên sân đài, mắt như muốn bốc hỏa. Thương Hành ngay lập tức lên tiếng. Tất cả đứng đó làm gì vậy? Con không nhanh chóng đi tập luyện. Điện hạ, tướng quân, tiểu tử này quá kiêu ngạo, xúc phạm các tướng sĩ của Thanh Vân, tranh thủ đạt được vinh dự cùng sỉ nhục người. Tài nghệ không bằng người khác thì phải chịu nhục. Ngươi có ý gì vậy? Nghe nói thường tướng quân của Thanh Vân muốn thu người về trại. Ngươi giờ lại đi đắc tội với người khác, sau này vào trong sẽ làm thế nào? Tôi không vào Thanh Vân vệ binh. Ý gì? Tiểu tử đó đang nói gì? Có vẻ như ngươi không có cơ hội rồi. Hắn không muốn vào vệ binh Thanh Vân. Tại sao vậy? Điện hạ, chẳng lẽ là bởi vì hắn mà làm mất đi nhuệ khí của các tướng sĩ chúng ta? Lúc này chúng ta nên lượng thứ. Người xem có bao nhiêu binh lính mới vừa vào vệ binh Thanh Vân của chúng ta. Không phải tất cả đều như vậy sao? Dường như ông vẫn chưa hiểu ý của điện hạ. Gọi Thời Vũ đến gặp ta. Không lâu nữa Tạ Tịnh Chu sẽ trở về kinh đô. Binh lính Thanh Vân không thích hợp đi theo, cho nên bọn họ hầu như sẽ quay về Bắc Lâm. Ta chỉ có thể ở bên cạnh Tạ Tịnh Chu hộ tống vào kinh đô, để có thể tìm ra chân tướng vụ việc bại binh lần này. Phụ thân và ca ca cùng với 10 vạn tướng sĩ không thể chết vô ích. Ta sẽ khiến kẻ đứng sau thao túng nợ máu trả máu. Thế tử tìm thằng có việc gì? Ta nghĩ rằng ngươi đã hiểu rõ. Thần không hiểu ý của thế tử là gì. Ngươi muốn ở bên cạnh ta sẽ cho ngươi cơ hội. Thế tử có ý gì? Đừng giả ngốc trước mặt ta, Thời Vũ. Tôi thích người thông minh. Thế tử thật sự sắc bén. Vậy Thời Vũ xin tạ ơn thế tử đã thành toàn. Ngươi có thể nói cho tôi biết không? Ngươi đã dùng rất nhiều mưu mẹo để ở bên cạnh ta. Cuối cùng ngươi muốn đạt được điều gì? Đương nhiên là muốn có một tiền đồ. Dưới tay thường tướng quân, không bằng đi theo bên cạnh thế tử. Phong. Điện hạ, từ hôm nay, Thời Vũ sẽ sát nhập vào đội cận vệ. Vâng, thế tử. Chưa đến nửa ngày, tin tức Thời Vũ chuyển vào đội cận vệ đã lan rộng khắp trại quân. Nghe tin tức này, Thương Hành đến và than phiền, rõ ràng là thần đã nhìn thấy trước. Vậy tại sao điện hạ lại cướp người của thần? Điều này là ý thế hiếp người. Thần nhớ điện hạ đã từng khuyên bảo chúng thần không được làm việc như vậy. Hắn không xem trọng ngươi, ta cũng không còn cách nào khác. Hắn không coi trọng thần. Thần không có nam sắc, cần hắn coi trọng thần cái gì? Hôm nay hắn đã đắc tội với vệ binh Thanh Vân. Nếu để hắn gia nhập thì sẽ xảy ra hậu quả gì? Như nước đổ lá khoai. Đây cũng là vấn đề mà thần đã suy nghĩ rất lâu mà không thể giải quyết. Trong trận đấu trên lôi đài, Thời Vũ đã thể hiện sự kiêu ngạo và tự cao, đem danh dự của vệ binh Thanh Vân ra trà đạp. Mối ân oán này khi phát sinh sẽ rất khó giải quyết. Hơn nữa, ngươi chiếu cố hắn nhiều như vậy, hắn không thể không biết ngươi muốn đưa hắn vào vệ binh Thanh Vân. Vì vậy, hắn đã quyết định sẽ đắc tội với vệ binh Thanh Vân. Ngươi sẽ không có cách đưa hắn gia nhập nữa. Tiểu tử này của thật không coi trọng thần. Dựa vào cái gì? Ta, Thương Hành có chỗ nào không tốt? Ngươi không phải vừa nói là ngươi không có nam sắc sao? Vậy hắn ta chỉ muốn ở bên cạnh điện hạ. Bại bởi điện hạ, thần tâm phục khẩu phục. Bất quá dạng người này chắc có mục đích. Điện hạ hãy cẩn thận. Ta từ nhỏ đã lớn lên trong âm mưu. Chỉ là một người như Thời Vũ thôi, không đáng kể. Nhưng năm gần đây sống quá nhạt nhẽo. Bất ngờ xuất hiện một người thú vị như vậy. Chuyến đi lần này đến Yên Lương Quan không phí công. Tháng 12 năm Quang Tự thứ 17, sau khi Tạ Tịnh Chu đã sắp xếp xong mọi việc, quân đội của Thanh Vân rút lui về phía Bắc Lâm, chỉ còn lại 2.000 binh sĩ. Hộ tống vài tên phạm nhân liên quan đến vụ bại binh tại Yên Lương Quan lên kinh đô. Phong,
Điện hạ, Thời Vũ những ngày qua chạy đi chạy lại vì lý do gì? Lương Kiến Phương và một số phạm nhân đều được áp giải phía trước. Thời Vũ dường như không yên tâm, thường xuyên đi kiểm tra. Dù có kiểm tra nhưng cũng quá thường xuyên. Gọi hắn đến. Điện hạ cho gọi thần, có việc gì phân phó? Người đã chạy đi chạy lại hàng trăm lần trong vài ngày qua phải không? Thần muốn thường xuyên để mắt đến an nguy của trọng phạm. Phạm nhân được bảo vệ bởi quân đội Thanh Vân, ngươi là cận vệ của ta, chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Điện hạ, lần này đưa Lương Kiến Phương và đồng bọn lên kinh đô, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Tiếp tục nói, nếu Lương Kiến Phương còn sống một ngày, kẻ thù ác ở Thịnh Kinh sẽ không thể yên giấc. Nếu có ai muốn diệt người diệt khẩu, chắc chắn sẽ trên đường động thủ. Vậy theo ngươi thế nào? Thẩm Yên dùng ngón tay vẽ ra một bản đồ đơn giản, đã đánh dấu một số điểm thích hợp để đặt bẫy. Nàng từ nhỏ lớn lên ở biên giới, đường từ Yên Lương Quan trở về kinh đô không biết đã chạy bao nhiêu lần, đã thuộc lòng từ lâu. Điện hạ, điện hạ, tôi hiểu rồi, ngươi lùi xuống đi. Chờ chút, ngươi có biết chơi cờ không? À, biết một chút, nhưng chơi không giỏi. Không sao, hãy ngồi xuống đi. Chú ý cảnh giác. Dường như bị phát hiện rồi, phải làm sao đây? Còn cách nào khác sao? Đã triển khai lâu như vậy, chờ Tạ Tịnh Chu trở về kinh đô sẽ khó khăn hơn. Đi về phía nam càng thấy địa hình bằng phẳng hơn, nếu không hành động ở đây, sợ rằng sẽ không tìm thấy cơ hội tốt như vậy nữa. Chờ họ đi thêm một chút nữa rồi hành động. Có lẽ chỉ là một con chim bay, đi thôi, hãy tập trung tinh thần lên, đi thôi. Động thủ. Bảo vệ thế tử. Điện hạ, có kẻ tập kích. Từ thân thủ bọn chúng, chắc chắn không phải là bọn sơn tặc thông thường. Xem ra đối phương đã bỏ ra rất nhiều ngân lượng. Bọn chúng không chỉ muốn diệt trừ Lương Kiến Phương, mà còn muốn diệt trừ ta. Điện hạ, ngài bị thương khi nào? Ta nhớ rõ ngài ấy vẫn khỏe mạnh. Những kẻ ám sát xung quanh không thể tiếp cận ngài. Vậy thương vết trên ngài ấy lại từ đâu mà ra? Liệu có phải do ta không? Không, có thể là huyết từ thanh kiếm trên tay mình văng lên. Chúng ta cần tìm một nơi trú ngụ trước. Tạ Tịnh Chu cảm thấy thần trí có chút không rõ ràng. Hắn biết đây là dấu hiệu gì. Đó là dấu hiệu của độc tố từ năm xưa đang ngầm phát tác. Cộng thêm việc bị ốm vài ngày trước, lại đang bị mắc mưa. Tôi không thể gục ngã, nếu không thích khách có thể sẽ đuổi tới. Thời Vũ không thể một mình đối phó, cũng không biết Lương Kiến Phương có bị diệt khẩu không. Nếu hắn bị bắt, vậy chuyện này sẽ khó giải quyết rồi, điện hạ. Trong đội quân hồi kinh của chúng ta, có thể có mật thám. Vụ bại binh sẽ được kết án nhanh chóng. Bất luận kẻ đứng sau là ai, bọn hắn đều muốn sớm ngày kéo chúng ta xuống vũng bùn. Để tránh thì càng hung càng hiểm. Ngươi có sợ sẽ bị bắt trên đường không? Sợ. Thần chỉ sợ không có ai làm rõ sự bại binh ở trận Yên Lương Quan công bố thiên hạ. Vậy thì ngươi đừng để ta bị bắt. Tạ Tịnh Chu, ngày ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Thần vẫn đang chờ ngài giúp cha và ca ca thần thoát khỏi oan khuất. Chào ông lão. Hai huynh đệ chúng ta trên đường tìm gặp người thân ở kinh đô, đã gặp một băng sơn tặc, chạy trốn suốt một đêm mới đến đây. Nhanh lên, mau vào trong. Ngài đã khỏe hơn chưa? Đây là đâu? Một gia đình nông dân, ông lão đã đón tiếp chúng ta. Vừa mới quen đã trở thành người thân rồi à? Đó là cách thần làm thân với người khác. Không có. Ông đã về rồi à? Tỉnh rồi à, Tiểu Vũ, ta bắn được hai con vịt. Tối nay đen cho ca ca ngươi bồi bổ thân thể. Cảm ơn ông. Ngươi gọi ta là ca ca à? Chỉ là bất đắc dĩ để tránh những phiền phức. Ta thì không cảm thấy gì cả, chỉ là làm ca ca cùng đệ đệ của ta, đều không có kết cục tốt. Thẩm Yên đã nghe được một số tin đồn. Ban đầu Bắc Lâm Vương có 4 người con trai, nhưng hiện tại chỉ còn lại một mình Tạ Tịnh Chu. Công bố không phải tai nạn thì cũng là bệnh ngoài ý muốn, nhưng người có đầu óc thì cũng biết hơn phân nửa là có vấn đề. Ăn cơm thôi. Chúng ta chỉ như bèo nước gặp nhau. Ông lão đã lấy những thứ tốt nhất trong nhà triều đại chúng ta. Tiếc rằng hiện tại trên người ta không có ngân lượng. Khi trở về, ta sẽ cho người đến sửa chữa lại nhà cửa cho ông.
và cho ông chút năng lượng, về sau ông sẽ không còn lo lắng tuổi già nữa. Ông cũng không cần phải mang thân thể già yếu lên núi kiếm ăn nữa. Đến đây, ăn nhanh đi. Bồi bổ sức khỏe. Ngài cũng bớt căng thẳng. Trong nhà ông có bao nhiêu người? Trước đây có nhiều người, có vợ chồng già cùng hai đứa con trai. Vậy thì bọn họ đâu rồi? Bây giờ chỉ còn có mình ta thôi. Cả hai đứa con trai đều nhập ngũ, đi lên chiến trường rồi không quay về, con dâu cũng bỏ đi, để lại một đứa cháu nhỏ bị bệnh không thể tự nuôi lớn. Vợ ta thương tâm quá độ, về sau cũng cưới Hạc Quy Tiên. Bây giờ chỉ có đại hoàng ở bên ta. Nếu ông không chê, sau này hãy coi cháu như cháu trai. Khi rảnh rỗi cháu sẽ đến thăm ông. Không được, không được, nhìn các cháu là biết xuất thân không phải tầm thường. Làm sao có thể coi một ông già như ta là ông được? Nói ra sẽ bị xem là cháu cười, không được. Cháu chưa từng gặp qua nhưng lại có cảm giác thân thiết. Đều đã gọi ông là ông nhiều lần như vậy rồi, ông không được từ chối. Nơi này cách huyện thành bao xa? Thần nghe ông nói trên huyện thành có một y quán. Ngày mai thần sẽ đi lấy một ít thuốc trị thương về, sẵn tiện thám thính một chút tin tức. Điện hạ hãy ở đây nghỉ ngơi. Khi đi đến huyện thành, ngươi có ngân lượng sao? Có chứ. Nếu ngươi không muốn bị phát hiện quá nhanh, tốt nhất không nên nghĩ đến việc này. Thực sự là keo kiệt, nếu những thứ này bị phát hiện, sẽ có người tìm ra dấu vết. Ngươi làm sao chắc chắn người tìm ra là người của mình chứ không phải thích khách? Vâng, vậy tôi cũng có cách khác. Ông, có thấy ai không? Cháu muốn hỏi Tiểu Vũ, trời vừa sáng nó đã ra ngoài. Nói là đi huyện thành có việc. Anh ấy bảo tôi nói với anh, trước khi trời tối chắc chắn sẽ trở về. Làm sao muộn như vậy mới trở về? Có chút việc, nên trễ một chút. Đã mua thuốc bồi vết thương cho ngài. Tiền ngươi từ đâu mà có? Thần đã nói rồi, thần có cách, dù sao cũng không phải ăn cắp. Ngài có phải cảm thấy ta trở về muộn như vậy? Là tự ý bỏ trốn, hoặc đầu hàng địch và đi mật báo cho bọn chúng? Thực sự trong đầu có thoáng qua suy nghĩ đó. Khi thần đến huyện thành, thần đã thăm dò được một số tin tức, cho nên mới về muộn như vậy. Tin tức gì vậy? Nghe nói đường huyện lệnh dòng trống của chiêng. Theo mô tả, họ đang tìm điện hạ. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến huyện thành trước. Sau đó từ đường huyện lệnh sẽ cho người hộ tống ngài hồi kinh. Không thể đi. Lần này có tới hơn 300 thích khách tìm ta diệt khẩu. Mà huyện đường không phải là huyện thành lớn, số lượng nhân khẩu trong huyện thành không nhiều. Huyện lệnh không có khả năng không kiểm soát hết, vì vậy ta nghi ngờ huyện lệnh là người của địch quân. Huyện đường sơn phỉ hoành hành, quan phủ ra tay vây quét mấy lần vẫn không diệt sạch. Người nghĩ là vì điều gì? Mỗi lần vây quét chỉ bắt được vài tên sơn tặc tượng trưng, không làm thay đổi được cục diện. Sơn tặc cùng huyện nha cấu kết, huyện nha nhắm một mắt mở một mắt. Dạng người như vậy chỉ biết lợi ích trước mắt. Vậy chúng ta phải làm sao? Trước mắt nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó vòng đường sau huyện thành xuất phát. Nghỉ ngơi sớm đi. Tối nay ta với ngươi sẽ ngủ cùng một chỗ. Nếu muốn ngủ trên bàn ta cũng không cản. Xong rồi. Đây là cái gì vậy? Tay ngươi đang làm gì vậy? Thần lên giường, tối quá không thấy gì. Trịnh lão, ta nghe nói có khách đến nhà ông à? Đó là họ hàng xa của lão, đến vào dịp cuối năm, đến thăm người thân. Ngươi nghĩ người đến diệt khẩu sao? Làm sao có thể? Thân chỉ là chuẩn bị chạy trốn. Vậy ngươi cầm đao làm gì? Đao tốt ném đi thì thật đáng tiếc. Ông gọi họ ra cho chúng ta xem mặt chút nào. Nghe nói thân thích họ Trương Nam Nhân, thường rất anh tuấn nha. Bọn họ rất ngại người lạ, mà còn chưa dậy nữa. Trương lão, ông cũng quá keo kiệt nha. Nhìn một chút cũng có mất lượng bạc nào đâu. Ngươi đi tới đi lui làm gì? Thần muốn đi vệ sinh. Vậy thì mau đi đi. Đó chắc là cháu trai của ông phải không? Ôi trời ơi, thật sự đẹp trai. Người này càng đẹp hơn. Được rồi, nếu không có việc gì thì các cô về trước đi. Làng này hẻo lánh, hơn nửa năm nay không gặp qua người xứ khác nào. Vì vậy mọi thứ đều như ngọn cỏ trước gió. Chỉ trong thời gian ăn một bữa cơm, mọi người đều biết chuyện. Cộng thêm lại là hai nam tử anh tuấn, tự nhiên trở nên hiếm có. Hẹn ngày khác chuẩn bị trái cây, mọi người ngồi xuống và nói chuyện. Tuy nhiên, các người đứng chắn trước của nhà ta, người không biết còn tưởng là đến thu nợ. Đúng vậy, đúng vậy. Đừng để người ta nói phụ nữ trong làng chúng ta không hiểu quy củ. Chúng ta gồm khác sẽ đến. Vậy mày nhé, lão sẽ pha một ấm trà ngon. Sáng hôm sau, ông lão vừa trở về từ huyện thành, liền vội vàng đến gian phòng. Hãy nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, nơi đây không an toàn nữa. Tôi sẽ dẫn các người đi. Không xong, nhanh thu dọn đồ đạc. Nơi đây không còn an toàn nữa.
Ông sẽ dẫn các cháu đi, có gì lên đường, Hằng nói. Từ thời điểm trở về từ huyện thành, nghe nói đường huyện lệnh đã tìm được tung tích người cần tìm. Nơi đây không còn an toàn nữa. Ông làm sao biết họ đang tìm chúng cháu? Các cháu có vẻ không phải người bình thường, hơn nữa. Người bình thường không ai mặc loại vải như thế, còn đeo theo đao. Nếu ông đã biết, ông không sợ chúng cháu là người xấu à? Ông biết chứ, biết lúc đặt chàng trai trên giường. Đừng thấy mắt lạo kém, nhưng trong lòng thì sáng như trăng, các cháu đều là người tốt. Đặc biệt là cháu, lão già ta rất thích. Ông đã nhận cháu là cháu. Sau khi qua sông, đi thêm 10 dặm là đến đường lớn. Trong tay này còn có mấy cái bánh. Các cháu giữ lại để ăn trên đường. Ông già ta không có tiền, chỉ có thể cho các cháu những thứ này. Lần chia tay này không biết khi nào mới quay trở lại. Ông trước đây nghĩ rằng, trong nhà chỉ còn có mình ông. Bất cứ ngày nào cũng có thể sẽ quy tiên. Dân làng chỉ cần chôn ông cạnh vợ và con trai là được. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Ông có cháu trai rồi, nên có điều để mơ ước. Cháu nhớ phải chăm sóc sức khỏe đấy. Khi cháu về, cháu sẽ gửi người đến đón ông. Cháu nhất định sẽ hiếu kính ông. Cháu trai ngoan, vợ và con ông đều ở đây. Tôi phải bảo vệ họ. Được rồi, đi đi, hãy nhanh chóng lên đường. Thiếu gia, Thẩm Nhị tiểu thư đến rồi. Phu nhân cho nô tỳ đến thông báo với thiếu gia. Nàng tới làm gì? Nói là hướng thiếu gia xin lỗi, còn mang theo chút. Nói, Thẩm Nhị tiểu thư còn mang theo một số di vật của Thẩm đại tiểu thư. Tiểu thư đang chờ ở sảnh. Thẩm Nhị tiểu thư đêm khuya đến đây có chuyện gì? Hôm nay có chuyện hướng đại nhân tạ lỗi. Là ta đã lừa đại nhân rằng tỷ tỷ còn ở nhà. Nhưng đó cũng là vì bất đắc dĩ. Thực tế thì ấy thực ra đã đi đến biên quan từ lâu. Và tất cả những gì đại nhân gửi đều do ta nhận. Tỷ tỷ được nhị thân nhưng đã một mình chạy đến biên quan. Nếu việc này bị người khác biết, sẽ làm bẩn danh dự của tỷ. Danh dự đối với nữ nhân quan trọng như thế nào, chắc chắn ngài cũng hiểu. Trong những ngày đó, Giang Liễm Chi ít nhất mỗi ngày, nhiều khi còn phải đến cửa tặng lễ. Thẳng đến đã gần một tháng, mới phát hiện ra Thẩm Dư hoàn toàn không ở nhà. Hắn tự mình đến tiền tuyến tìm người, chỉ là chưa đến Yên Lương Quan. Tin tức từ Thẩm gia lại đến, di thể của Thẩm tướng quân được hộ tống về kinh. Cùng với đó còn có thi thể của Thẩm Dư. Khi Giang Liễm Chi trở về, di thể đã được nhập liệm. Thẩm Nhị tiểu thư không cần phải nhiều lời. Ta không bao giờ trách nàng vì điều đó. Tỷ là tỷ tỷ của ta, từ khi ta biết chuyện đã được tỷ ấy yêu thương. Bất kỳ thứ gì tỷ có, tỷ đều không tiếc cho ta. Ta là người mong tỷ ấy sống nhất trên thế giới này. Trước khi nàng ấy đi, nàng ấy có để lại lời nào không? Không, tỷ đã đi mà không ai biết, tất cả mọi người trong phủ chúng ta đều không biết. Nhưng thứ này đều là lễ vật mà đại nhân tặng cho tỷ. Ta không hề chạm vào bất cứ thứ gì, ngoại trừ bánh bị hỏng, tất cả đều đã mang đến. Tôi hiểu lòng của đại nhân đối với tỷ. Vì vậy hôm nay ta còn mang theo một số kỷ vật của tỷ cho địa nhân tưởng niệm. Ta nghe Giang phu nhân nói rằng đại nhân gần đây không ăn uống được. Nếu tỷ dưới suối vàng có biết, tất nhiên tỷ không mong đại nhân như vậy. Nàng ấy mới không quan tâm ta, chắc chắn là nàng ấy ghét ta phải không? Đại nhân vừa nói gì vậy? Không có gì, đồ của nàng ấy ở đâu? Tất cả đều ở đây rồi. Đây là cái gì vậy? Đây là cây gương gỗ mà tỷ ấy từng quấn lấy đại ca xin làm cho tỷ. Tỷ ấy rất thích. Sau này không chơi nữa nhưng vẫn không chịu bỏ. Ban đầu ta nghĩ sẽ giữ lại cho mình. Nhưng tỷ ấy đã từng đặt chân đến mọi nơi trong phủ tướng quân. Mọi nơi đều là dấu vết của tỷ ấy. Ta nghĩ đại nhân cần nó hơn ta. Cảm ơn nhiều, Thẩm Nhị tiểu thư. Vậy ta sẽ đi trước, đại nhân bảo trọng. Tại sao Thẩm Nhị tiểu thư lại đến muộn như vậy? Còn gì nữa chứ, Thẩm gia chỉ còn 3 người. Nghe như cả nhà trung liệt, nhưng cuối cùng là không có người kế thừa. Chỉ còn lại một bà vợ kế và tiểu thư. Một khi sụp phốt thì ai cũng muốn dẫm đạp. Không biết tên bất nhân nào lại truyền đi tin đồn như vậy. Nói rằng Thẩm phu nhân không thích con chính thê, đã đưa Thẩm đại tiểu thư đi cùng. Bây giờ họ bị người ta trò chỉ trích khi ra ngoài. Cuộc sống rất khó khăn. Chỉ có thể thừa dịp trời tối ít người mà rời khỏi nhà. Liễn Chi à, bây giờ Thẩm tiểu thư đã ra đi. Người đi rồi không thể sống lại. Hôn sự của con kéo dài cũng không phải cách. Bây giờ ta lùi một bước không ép buộc con nữa. Thúy Vân trong nội viện là ta nhìn nó lớn lên. Con cũng quen. Nó là đứa tốt bụng và biết chăm sóc người khác. Ta nghĩ trước tiên là cho hai con động phòng trước. Đợi con cưới chính thê rồi thì sẽ cân nhắc lên làm thiếp. Con nghĩ sao?
Mẫu thân, đêm đã khuya. Nhi tử sẽ đến thỉnh anh mẫu thân vào một ngày khác. Ta nói sai chỗ à? Trông nó có vẻ rất tức giận. Chắc chàng chưa vượt qua nỗi đau. Anh Dư mới vừa ra đi, bọn họ khuyên ta cưới vợ và lập thiếp. Kiếp trước vì muốn nạp thiếp, anh Dư trước giờ không bao giờ phản đối. Lần đầu tiên nói không với ta, tiếc rằng lúc đó ta không đáp ứng nàng, còn nói nàng là không nói đạo lý. Không ngờ thư phòng kia lại trở thành lời vĩnh biệt. Làm sao nàng ấy có thể ra đi như vậy? Kiếp trước nàng ấy chưa từng đến biên quan. Cuối cùng là sai ở đâu? Kiếp này ta chỉ muốn bù đắp những nỗi tiếc của kiếp trước. Ta nhất định sẽ yêu nàng ấy gấp bội, không bao giờ nạp thiếp nữa. Cuộc đời này chỉ cần một mình nàng ấy. Cao Tiến, đại nhân, xin phân phó, người hãy đi điều tra cho ta. Điện hạ, thuộc hạ đến muộn. Tình hình thế nào? Thái tử thật sự đoán đúng. Hôm đó bọn xương tặc có hàng trăm tên. Chúng thần đã bắt sống mấy người, nhưng họ giấu độc trong răng, không giữ được ai sống, xin thái tử trừng phạt. Hàng trăm tên cướp, họ thật sự dám hy sinh. Dường như họ đã bị đẩy vào đường cùng. Muốn thử một phen may rủi. Chính là, tảng đá lớn rơi chúng đè tàn nát xe tù. Họ nghĩ rằng Lương Kiến Phương đã chết, nhưng không chắc chắn thái tử thế nào. Đã có lời khai của Lương Kiến Phương, cho nên sau khi thái tử mất tích, một số người đã tìm kiếm tung tích của thái tử khắp nơi. Cuối cùng họ đã tìm được người, thế thì không uống công ta hao tâm tổn trí thiết lập cục diện, đem chính mình lấn thân vào trò đùa này. Thật đáng tiếc, thời vũ không biết nhưng lại làm thật. Hiện tại đã bắt được người, thuộc hạ sẽ hộ tống điện hạ hồi kinh. Không cần vội, ta đã có sắp xếp rồi. Thời vũ trong chuyến đi này đã hộ tống điện hạ suốt đường đi, còn rất tận tâm. Là gan của hắn thế mà càng lúc càng lớn. Là do thuộc hạ quản giáo bất lực, cùng thời vũ cam lòng chịu phạt. Đúng vậy, ngươi không quản được hắn. Tình hình ở kinh đô thế nào? Mọi thứ đều ổn. Lương Kiến Phương đã bị giam cầm bí mật trong đại lao của hoàng cung, không ai phát giác. Trưởng lưu cùng thường hành đã được sắp xếp ổn định tại hoàng cung ở Thịnh Kinh. Ta biết rồi, đi đi, đừng theo quá sát. Đêm khuya ngài đi đâu vậy? Sao không đưa thần đi cùng? Đưa ngươi đi làm gì? Thần bảo vệ ngài mà. À, thần hiểu rồi. Ngươi nói tiếp đi, ngươi hiểu gì rồi? Biết rồi thì không nói ra, thần phải để lại chút mặt mũi cho ngài. Không cần lưu lại mặt mũi cho ta, ngươi nói đi. Ngươi hiểu gì rồi? Thực sự muốn thần nói à? Nghe nói phụ nữ trên thuyền Hoài Y An rất xinh đẹp và quyến rũ. Điện hạ một đường đã chịu nhiều ủy khuất, đến Y An tiêu khiển một chút cũng là điều tự nhiên. Ngươi biết rõ quá nhỉ? Điện hạ quá khen, thuộc hạ chỉ hiểu biết một chút về điện hạ. Đêm nay gọi điện hạ liên tục thật là nhiệt tình. Liệu có phải lại làm việc gì trái lương tâm phải không? Đương nhiên không có, bất quá chỉ là không nên phỏng đoán tâm tư của điện hạ. Đương nhiên phải biết giữ mồm giữ miệng một chút. Bắc Lâm Thế Tử đích thần xuất binh cứu hàng ngàn bách tính, nhưng lại khiến hoàng đế ở kinh thành lo lắng. Để bảo trụ Giang Sơn không bị uy hiếp, hoàng đế giam giữ sứ thần như con tin tại kinh đô. Một khi bước chân vào đại môn Thịnh Kinh, sẽ đối mặt với cuộc đấu tranh sinh tử. Ta vốn có thể như ca ca ta nói, không muốn báo thù, sống thật tốt, nhưng ta không thể để phụ thân và ca ca bị oan. Một tháng trước, Thẩm Dư vừa tỉnh dậy tràn đầy niềm vui. Nàng nghĩ rằng mình có thể cứu phụ thân và ca ca, nhưng giờ cô mới biết ý định đó quá ngây thơ. Nàng không thể thay đổi số phận của phụ thân và ca ca, bởi vì phía sau có một bàn tay to lớn điều khiển. Trước đây đã từng đến Thịnh Kinh chưa? Trước đây mỗi lần đều đi cùng thiếu tướng. Nếu muốn trở về phủ thiếu tướng, ta sẽ để người đi. Thần không đi, thẩm tướng quân cùng tiểu thẩm tướng quân đều đã đi rồi. Là do thần bảo vệ bọn họ bất cẩn, không mặt mũi nào gặp lại thẩm gia. Ngài có muốn đuổi thần đi không? Ngày mai bước qua cánh cửa đó, mọi thứ sẽ khác đi. Thịnh Kinh không phải là nơi tốt, đó là một cái lồng giam. Từ ngày ta quyết định xuất binh, ta đã bị giam cầm bên trong. Lão hoàng đế trời sinh đa nghi, sẽ không bỏ qua việc thần vương xuất binh. Trận đó, ta tịnh chu cứu hàng ngàn bách tính, nhưng đã cho Thịnh Kinh thấy Bắc Lâm mạnh mẽ đến đâu. Đồng tự đế ba lần ba lệnh triệu tập hắn vào kinh đô, bất quá chỉ muốn bắt hắn làm con tin, lưu lại ở Thịnh Kinh để kiềm chế Bắc Lâm vương. Thời vũ, một đường làm bạn. Vì vậy ta cho ngươi một cơ hội, nói xem mục đích ngươi ở bên cạnh ta là gì. Ngài có tin khi thần nói không? Ngươi bây giờ nói ta sẽ tin, nhưng khi bước qua cánh cửa đó, ta không tin ai cả. Thần tướng quân và thần tiểu tướng quân đối với thần mà nói là những người thân nhất trên thế giới này. Hiện tại chỉ còn phu nhân và tiểu thư trong nhà họ thẩm. Vì vậy, mối thù của họ phải do thần báo. Ngươi là người gần gũi nhất với đỉnh cao quyền lực mà thần có thể tiếp xúc hiện nay. Ngươi có thể nói rằng thần đang sử dụng ngươi để đạt được mục đích. Có thể nói rằng thần sẵn lòng để bản thân bị ngài sử dụng. Chỉ cần làm cho những người đó lấy mạng trả mạng. Mạng của thần chính là của ngài. Thịnh Kinh giả dối quỷ quyệt,
Chỉ cần một chút bất cẩn sẽ bị kẹt trong âm mưu. Tên đã lên dây không thể quay đầu. Đây là đêm cuối cùng thoải mái của ngươi. Thanh Vân vệ làm sao biết Yên Lương quan cần giúp đỡ? Còn có Lương Kiến Phương hiện tại ở đâu? Ta không tin Tạ Tinh Chu có tâm tư kín đáo như vậy, sẽ để cho Lương Kiến Phương bị thủ tiêu. Vậy Lương Kiến Phương, hắn? Thần không có ý định nghe trộm, chỉ muốn nói chuyện với Thời công tử. Thần có thể chứ? Không vấn đề, ngươi đi đi. Hai người gặp nhau giữa đường trở thành quen biết. Hạ Tuyết Huy từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm tình với Thẩm Dư. Sắp phải chia tay rồi. Hạ Tuyết Huy không kiềm được mà muốn tỏ tình với Thẩm Dư. Thẩm công tử đã có thê tử chưa? Vẫn chưa. Vậy, huynh thấy ta thế nào? Hạ cô nương rất tốt, nhưng thân nam nhi phải thân lập chiến công. Hiện tại ta không có ý định lập gia đình. Muội có thể đợi huynh, muội còn trẻ mà. Chúng ta có thể hẹn ước trước, mấy năm sau rồi thành thân cũng được. Hạ cô nương xin thử lỗi, ta không thể đáp ứng. Huynh có phải hay không thích những cô nương yểu điệu? Ghét bỏ ta vì ta biết vũ đạo lộng thương, ta thật sự bó tay toàn tập. Tôi cũng là người vũ đạo lộng thương, lại làm sao mà có thể ghét bỏ nàng được? Không thể nói với cô ấy rằng mình là nữ nhi được. Đừng khóc nữa. Hai người thật sự có quan hệ yêu đương? Chẳng lẽ hai người thật sự là nhân tình? Không có. Muội không tin huynh là người như vậy. Vậy ta phải làm sao thì cô nương mới tin? Huynh thề đi. Ta thề, ta chỉ thích nam giới. Không tốt. Thái tử, mau đi. Có một đôi người và ngựa đang tiến tới chúng ta. Đúng rồi, Thời Vũ. Điện hạ, xuất phát đi. Chờ một chút. Thời công tử, mặc dù huynh không có ý đối với muội, nhưng muội vẫn muốn nói một vài điều với huynh. Con đường của các huynh khó đi, gặp anh ngài, con đường này càng khó đi. Dù ngài có địa vị cao quý, nhưng ngài đừng bao giờ bỏ rơi Thời Vũ. Nếu không, hạ cô nương, câu thành ngữ này không thể dùng linh tinh, thái tử. Chúng ta nhanh chóng vào thành phố đi. Nếu ta bỏ rơi hắn ta, ngươi sẽ làm gì? Vậy thì ta sẽ đưa huynh ấy đi, để ngài không bao giờ gặp lại. Ta sẽ cho huynh ấy cưới thêm vài người vợ. Anh ta là của ta, việc cưới không cưới vợ là do ta quyết định. Không cần ngươi lo lắng về điều này. Hạ cô nương, không thể nói linh tinh như vậy. Ta biết, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thời Vũ, đến đây. Thái tử, trong những ngày ngài đi, thần thấy ngài đã gầy đi rất nhiều. Ta thì thấy ngươi ăn không ít nha. Ngươi chính là Thời Vũ. Đúng. Thương Hành đã đợi điện hạ trong viện rất lâu rồi. Hắn luôn không ăn uống, trông thấy nó gầy đi. Gầy như ngươi à? Đúng là gầy đi. Thần khuyên mãi mà hắn không ăn, cửa cũng không ra. Thần nói mang nó lên núi săn thì hắn cũng không chịu di chuyển. Ta hiểu rồi. Phong, Thời Vũ ở đâu? Mấy ngày bôn ba, hắn đã đi nghỉ ngơi. Ngươi đã sắp xếp hắn ở đâu? Ở gian phòng của thị vệ. Tìm cho hắn một căn viện. Vậy căn viện gần điện hạ nhất, nếu không? Không cần, ta nhớ gần cửa đông có một căn viện. Là Lộc Minh Hiên dành cho khách. Hãy an bài cho hắn ở Lộc Minh Hiên. Vâng, thần sẽ đi ngay. Chờ chút, đã khuya rồi, mai đi lại. Phong. Thời Vũ đó là ai thế? Ta vừa hỏi đám lính vệ. Họ nói là điện hạ nhặt được trên chiến trường. Chính xác là quân của thường tướng quân nhặt về. Vậy sao thường tướng quân không dẫn hắn về Bắc Lâm, ngược lại để hắn ta theo điện hạ đến Thịnh Kinh? Ta cũng không biết phải nói chuyện này với ngươi như thế nào. Nguyên nhân có chút phức tạp, không thể giải thích rõ ràng trong một lúc. Ta chỉ biết hắn ta rất giỏi võ, đi theo bên cạnh điện hạ làm cận vệ. Ngươi đang đùa với ta phải không? Ca ca, ngươi không trung thực. Nếu chỉ là một cận vệ, làm sao điện hạ lại phân riêng cho hắn ta một căn viện? Vẫn bảo ngươi đừng làm ồn hắn ta nghỉ ngơi. Không nói không làm ồn hắn ta nghỉ ngơi, chỉ nói là đêm đã khuya. Điều đó không có nghĩa gì phải không? Điện hạ sao không lo lắng cho sự vất vả của ta? Ngươi không phân biệt rõ hay sao? Ngươi vẫn muốn trực đêm mà. Điện hạ sao không nói để ngươi đi nghỉ ngơi? Nhưng cũng lạ, tại sao lại riêng cho hắn ta một căn viện, nhưng lại chọn nơi xa nhất? Hắn ta đã đi theo điện hạ suốt chặng đường, đã có công lớn, phân cho hắn ta một khuôn viên cũng không quá đáng. Nhưng chúng ta chỉ sống trong một khuôn viên. Ngươi đi theo điện hạ vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, sao điện hạ không phân cho ngươi? Thật là hết chuyện để nói. Thật không hiểu Tạ Tịnh Chu đang nghĩ gì. Sao lại đột ngột sắp xếp cho ta một khuôn viên tốt như vậy? Chỉ có mình ta ở đây à? Thị vệ trưởng đã chỉ định như vậy, trong phòng đều có đủ đồ đạc. Ngươi hãy yên tâm ở.
Nơi này nằm ở cửa đông của vương phủ. Cách khuôn viên của Tạ Tịnh Chu xa như vậy à? Lưu, có phải ngài muốn trục xuất ta không nhỉ? Sáng ngày thứ hai, Tạ Tịnh Chu đã được hoàng đế triệu đến cung một cách khẩn cấp, đồng thời còn có mấy tên đại thần. Hôm nay triệu gặp các khanh đến là để thảo luận vụ Yên Lương Quan. Tạ Tịnh Chu, khanh cứu Yên Lương Quan có công nên được thưởng lớn. Chỉ là chúng ta sẽ bàn vụ này sau, bất quá Lương Kiến Phương này, hắn ta chỉ là một giám quân nhỏ, từ đâu mà có quyền lực lớn như vậy? Chắc chắn có người đứng sau chỉ đạo. Ta muốn xem ai lại có lá gan lớn như vậy.